À, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Ryan, và hôm nay tiếp tục giải sách bài tập workbook Unit 3. À, chúng ta đã làm 3A, 3B, 3C rồi, hôm nay qua 3D trang 31, 3D trang 31, đưa ra cái phần instruction. Rồi chúng ta coi. Bây giờ gạch đúng cái từ từ đúng ha, how much hay how many. Để mà biết được xài how much hay how many thì các bạn cần phải chú ý. How many thì cộng với danh từ đếm được số nhiều, còn how much cộng với danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được như là nước, đường, sữa, chất lỏng, không khí, tiền bạc, thời gian cũng là danh từ không đếm được. Bây giờ này, sữa là danh từ không đếm được, chúng ta sẽ how much milk do you need, bạn cần bao nhiêu sữa. Câu số 2, trứng là danh từ đếm được số nhiều, chúng ta sẽ how many eggs do you need. Câu số 3, strawberry là danh từ đếm được số nhiều là dâu tây, thì chúng ta sẽ how many strawberry do you need. Câu số 4, baking powder là men nở, danh từ không đếm được, chúng ta sẽ how much baking powder do you need. Sang bài số 2, nối câu nhé. Is it easy to make là có dễ để làm hay không, thì chúng ta nối với câu C là yes it's easy. Câu số 2, wow it sounds simple, nghe có vẻ đơn giản quá, thì nối với câu A là it's really easy. Đúng vậy. Câu số 3, how long do you bake it for, bạn nướng nó trong bao lâu, thì chúng ta nối với câu B là 25 phút, minute dịch là phút. Câu tiếp theo, câu 4 là and then, sau đó thì sao, chúng ta nối với câu E, then, sau đó chúng ta sẽ nấu cái hỗn hợp này trong một cái chảo, trong một cái nồi. Câu tiếp theo, how much he do it, do you need, là bạn cần bao nhiêu phô mai, about 100 gram, khoảng 100, khoảng 100 gram. Rồi qua bài tiếp theo là bài số 3, sử dụng những cái từ trong bài 2 điền vô đây. Thomas và Suzy đang nói chuyện với nhau. Thomas này, the baked potato is delicious, khoai tây nướng thật là ngon. Khoai tây nướng thật là ngon. Thì bạn Suzy bạn nói thanh cảm ơn. It's my grandmother recipe, đó là công thức của bà tôi đấy. Rồi Thomas nói sao? Is it easy to make, nó có dễ dàng để làm hay không? Câu tiếp theo, yes it's easy, có it first of all là đầu tiên. Wash the potato and grate some cheese, rửa khoai tây và nạo phô mai. Tiếp theo, how much cheese do you need, bạn cần bao nhiêu phô mai? About 80 gram, khoảng 80 gram. Thomas, ok, and then, được rồi, sau đó thì sao? Then you bake the potato in the oven, sau đó thì bạn nướng khoai tây trong một cái lò. Câu số 4, how long do you bake it for, bạn nướng nó trong bao lâu? For 30 minutes, trong vòng 30 phút. Sau đó thì cut open your potato. Sau đó thì cắt khoai tây ra và thêm phô mai vào. Wow, nghe thật là đơn giản. Đúng rồi, it's really easy. Đó là phần 3D.